Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thời gian qua, để giảm ngập khi có mưa, đơn vị chức năng tại Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều công trình duy tu, sửa chữa hệ thống cống, kênh rạch, cửa xã và vận hành trạm bơm cố định để tăng cường khả năng thoát nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm ngập lụt chưa được xử lý triệt để. Trưa 21 tháng 5, sau cơn mưa xối xả kéo dài, nhiều tuyến đường ở Thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng, lênh láng nước. Người dân than trời, di chuyển chật vật qua đoạn ngập, trong đó có nhiều xe chết máy do ngập nước. Lúc 12 giờ trưa nay, mưa lớn xuất hiện ở nhiều quận Thành phố Hồ Chí Minh như Bình Tân, Gò Vấp, quận 5, quận 8, quận 10 và thành phố Thủ Đức. Mưa trắng trời đổ xuống bất ngờ khiến cho việc di chuyển của người dân trên đường trở nên bất tiện, đặc biệt là khi đi qua những đoạn ngập cao. Tuy nhiên, cơn mưa cũng khiến thời tiết trở nên mát mẻ dễ chịu hơn sau những ngày nắng nóng gay gắt đến quát người. Đầu giờ trưa ngày 21 tháng 5, trời bắt đầu chuyển mưa, sau đó mưa xối xả ở nhiều quận huyện Thành phố Hồ Chí Minh khiến việc di chuyển của người dân trở nên khó khăn. Nhiều khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh. Ghi nhận tại quận Gò Vấp, một số tuyến đường bị ngập sâu, nhiều người dân bị bõm dắt xe chết máy qua dòng nước ngập cả bánh xe. Mưa trên diện rộng kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở quận Gò Vấp như Lê Văn Thọ, Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối ngập nặng, khiến xe cộ đi lại khó khăn vào buổi trưa ngày cuối tuần. Vật vã dắt xe chết máy qua đoạn ngập trên đường Hồ Ngọc Lãm. Ông Thơ, 67 tuổi cho biết, hôm nay trời đổ mưa bất ngờ khiến xe ông vừa gặp đường ngập đã không thể chạy được. Lâu quá không đi nước nên nó vậy. Đang đi mà rớt mất cái ba lô, giờ mênh mông nước không biết kiếm ở đâu đây. Ông nói rồi vội tìm lại cái ba lô của mình. Trong những năm gần đây, hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra trên diện rộng tại các tỉnh Nam Bộ, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, tác động lớn đến đời sống kinh tế, xã hội. Khi tình trạng mưa lớn, triều cường gây ngập lụt cục bộ vẫn là những vấn đề nan giải, thì người dân lại phải chật vật chống chọi lại thời tiết nắng nóng gay gắt. Những ngày qua, nhiệt độ ngoài trời ở Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt trong khoảng từ 11 giờ đến 14 giờ luôn ở mức cao từ 32 đến 37 độ, cùng với chỉ số tia cực tím UV được cảnh báo ở mức nguy hiểm. Tình trạng nắng nóng kéo dài đã khiến người di chuyển nhiều trên đường mệt mỏi. Nền nhiệt ngoài trời luôn đạt mức cao, có thời điểm lên đến hơn 37 độ C, thậm chí lên đến gần 40 độ C do bức xạ tỏa ra từ mặt đường và nhiệt, khí thải, thoát ra từ các phương tiện giao thông. Nhiệt độ cao khiến sinh hoạt của người dân thay đổi, ra đường vào buổi trưa là một thử thách với nhiều người. Cơ quan khí tượng Thủy văn nhận định, đây là đợt nắng nóng nhất trong năm tại Nam Bộ, do vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén về phía Nam. Tình trạng này không bất thường vì thông thường vào thời điểm này, nhiệt độ khu vực vẫn cao. Tuy nhiên do những ngày qua, gió yếu, làm thời tiết oi bức hơn. Một người dân bán nước dừa trên đường Minh Phụng, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, chỉ có vì đồng tiền mới phải ngồi giữa cái nắng như thiêu như đốt thế này thôi. Trời nóng quá phải tìm cái gốc cây nào to, mát mới chịu nổi. Một người dân khác cho biết, mấy hôm nay trời nóng và oi bức quá rất khó chịu, nhưng tôi không đeo được khẩu trang, công việc nặng nhọc, cứ đeo là bị khó thở, vì vậy không chỉ tay chân mà mặt cũng cháy nắng. Đối phó với nắng nóng, một người phụ nữ ngụ quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh uống nước đá liên tục và thường xuyên mở máy điều hòa không khí nên có biểu hiện khô khát cổ họng. Chị cho biết, thời tiết này khiến cơ thể rất khó chịu, mỗi khi đi đường vào buổi trưa, tôi cảm nhận rõ mặt đường bốc hơi nóng rát vào mặt. Chính vì vậy, dù đã đội nón, trang bị đồ dài tay, đeo khẩu trang nhưng vẫn cảm thấy rát da. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Ngọc Quyên, khoa thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bình thường trung tâm điều nhiệt tự nhiên ở não sẽ điều chỉnh co giãn mạch máu, đào thải mồ hôi, tỏa nhiệt để thân nhiệt luôn duy trì ở mức 37 độ C cho dù nhiệt độ môi trường bên ngoài có thay đổi như thế nào. Bác sĩ Quyên lý giải, khi hoạt động quá lâu dưới nắng nóng, con người dễ ngất xỉu. Ngất xỉu là một trong những dấu hiệu của sốc nhiệt, do cơ thể bị mất nước và muối nhưng không được bù đủ kịp thời, cộng với việc cơ chế điều nhiệt bị trục trặc khiến thân nhiệt vượt quá ngưỡng cho phép. Ngoài ra, mặc quá nhiều lớp quần áo không thấm hút mồ hôi, dính bết trên da cũng làm nhiệt độ và mồ hôi không thoát ra được, dễ dẫn đến sốc nhiệt. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Viết Hậu, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, một khi tế bào thần kinh bị tổn thương sẽ dẫn đến tình trạng sốc nhiệt nặng hơn. Bác sĩ Hậu chia sẻ, lúc này, người bệnh có triệu chứng buồn nôn, nôn, chóng mặt, đau đầu, rối loạn tri giác, co giật, thậm chí hôn mê, có thể đã đột quỵ, nhiệt, một bệnh lý nguy hiểm tính mạng. Chưa hết, tình trạng mất nước, mất muối, tụt huyết áp kéo dài sẽ gây thiếu máu gan, thận, tim mạch,
ảnh hưởng đến chức năng nội tạng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 20 tháng 5, Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều chung trạng thái có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về diễn biến nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, ngày 21 đến 22 tháng 5, phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 40 đến 60%. Khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm thấp, phổ biến từ 30 đến 55%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài tới khoảng ngày 23 tháng 5. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Các chuyên gia khí tượng lưu ý, nhiệt độ trong nhà và nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Dự báo đêm 20 tháng 5 và ngày 21 tháng 5. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C. Khu Tây Bắc 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 27 đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Tây Nguyên có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C. Nam Bộ có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!